Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi game hay là Sola Smash. Được rồi, không cần chơi gì nữa, bắt đầu chơi thôi. Chứ mình không muốn nói nhiều, bây giờ mình đang hào hức lắm rồi. Giờ hình như là ấn vào đây để bắt đầu trò chơi đúng không? Ừ. Vào trò chơi thôi. Đầu tiên chúng ta phải phá hủy trái đất. Chúng ta có nhiều nguyên liệu phá hủy trái đất. Anh sẽ thử cái bắn laser này đầu tiên. Nhìn kìa. Quan á. Hình như ở dưới này là có hình con người, có nghĩa là có số lượng con người trên trái đất. Nhưng mà chúng ta phá hủy. Bây giờ đang 7 tỷ mấy. Bây giờ chỉ còn 6 tỷ mấy và 5 tỷ mấy. Cái điều dùng điện này. Đá siêu nhiều. Đá combo rơi xuống. Hình như đây là hình con người, không biết nó sẽ làm gì. Anh nghĩ nó sẽ đấm đúng không? Đấm không biết có mạnh không. Ô, nó đập cả người luôn. Ôi giời. Nó đấm vào trái đất luôn. Không người. Bây giờ anh sẽ tạo ra những con bạch tuộc. Đấm xong nó biến mất luôn. Thế mới biết là có mấy cái. Còn mấy con rết. Anh nghĩ là con run. Anh nghĩ là con rết. Nó kiểu nó là robot đấy, đi thấy không? Nó là robot. Nhưng rết hoặc run robot gì đó. Anh sẽ dùng. Đến lúc phải dùng máy khoan đẳng cấp 3000 rồi. Máy khoan 3000. Rồi tạo siêu nhiều mấy cái này. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cái mục cam cam ấy đi nhở. Giờ cuối cùng chúng ta sẽ chơi đá hành tinh của hình như là Venus. Venus. Em không biết đọc nhưng mà chúng ta bắt đầu chơi. Hơi tiếng Anh một tí. Bây giờ thử cái laser trước nhở. Laser. Sẽ đi toàn chọn laser trước đây. Đợi đi. Anh thấy cái hành tinh này nó yếu nhở, nên chỉ cần kết liễu bằng laser thôi, tại vì laser nó cũng yếu mà hành tinh này nó yếu. Đây là bắn laser vàng. Bắn laser vàng. Không có bắn liên tục với laser xanh. Được rồi. Cái laser xanh nó có thể bắn liên tục. Đây có một cái nước mà nó anh được ra lên mình đã được nó kiểu nó quả hay bóng gì đấy anh chủ thể chạy xong rồi xong vụ nổ nó nhỏ nhở. Hay đến lúc tăng sức kịch tính và đó là cho một cái quả laser đỏ vào rồi. Cho đá nhỏ liên tục Guardian. Rồi thử mặt trăng không? Guardian. Địa là mê luôn. Ô điện này nhìn đẹp mắt đấy. Đẹp mắt quá. Bây giờ cho nhiều cái hố đen. Anh nhớ là hố đen thì nó phải to hơn chứ đúng không? Và thả một cái mặt trăng nữa. Hai cái mặt trăng nữa, ba cái mặt trăng nữa. Và bốn cái mặt trăng nữa. Khoan hình như khi cái mặt trăng này đập vào một cái hành tinh nó cũng bị vỡ. Ra. Đây là nó cái đó mặt trăng. Cái điều tiếp theo cho cái hành tinh Venus mà chúng ta đọc mãi không được nhỉ. Tạo ra hồ đen. Chúng ta vẫn chưa thử cái này, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Nó dần dần rút ra. Nó
dần dần nữa. Hãy đi, đừng 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 dừng đi, dừng lại, để anh thể hiện. Để anh thể hiện đâu rồi? Đây rồi, chỉ cần một cái này thôi. Và một cái này nữa. Một cái này nữa thôi. Anh nghĩ chỉ cần mỗi cái này đã đủ để xử lý rồi nhỉ? Con của anh đấy. Đây này, vỡ rồi. Giờ nổ. Giờ anh sẽ tạo rất nhiều con này. Tạo nó đi, tạo nó đi nào. Cố bắn laser. Ôi dồi, nổ rồi. Nổ rồi. Cái mắt là cái gì đây? Cái hình mắt là mắt gì đây? Hình mắt là mắt gì? Cái hình mắt là gì? À, hóa ra là nó không nhìn thấy mấy cái vũ khí nữa mà. Bọn mình đã chơi xong 3 ván rồi thì các bạn hãy đón chờ tập tiếp theo, bọn mình sẽ chơi 3 ván nữa. Thì tạm biệt các bạn nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Được rồi, thì bây giờ thì bye bye. Yo. Con đã chơi được. Yo. Sao hôm nay nó không hoạt động?